Anh Nguyên hồi xưa có làm bảo mẫu mà sao xúc khéo thế hả? Dạ dạ. Mặc áo đi, tháo áo ra mặc, cởi áo ra mặc nào. Đúng rồi, anh mặc thử nào. Xé luôn đây, đây. Nếu mà ai mà bự quá, nhỏ quá, đổi qua, đổi lại cho nhau. Ôi, quá đẹp trai. Này, có cưới vợ chưa? Rồi, đẹp trai quá nhỉ. À, có túi đựng tiền này, đây bỏ hộp sữa rồi trong rồi. Đó, rồi. Quá đẹp luôn. Bây giờ cô ăn xong, bây giờ bắt đầu. Ôi, vuốt tay, vuốt chân trong đó cô. Cô cảm thấy có lẽ là tủi. Vâng. Mày vô đây mà ít có bận đồ trong này cho vậy đồ ngoại đem vô mà thì đây ngoại bận bộ này, bộ này. Hai bộ nhiều quá. Thôi nhiều để ngoài đổi đổi qua đổi lại. Đổi qua đổi lại. Dạ. 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 Bà vào đây được bao nhiêu năm rồi? Năm mấy rồi? Năm mấy rồi? Mẹ mất rồi chú, rồi nhà cứ tặng xong bé hoài em mới xin thầy vô đây. Dạ. Thì bà thấy cuộc sống ở đây sao? Ở đây thì vui. Ở đây vui. Mình ở quận 4 ở thành phố. À, vào quận 4. Quận 4 đường nào? Tôn Đức Thuyết, kế bên công an phường 3. Ồ, vậy à? Nhà ngũ tánh. Dạ. Vậy bây giờ nhà cửa là mình không còn ấy nữa. Đó rồi mình bệnh vậy cái rồi mình cứ té hoài, mình nói thôi có bốn đứa con. Đăng bản bán nhà rồi cái cô mà mua đó đem ra ngoài công chứng đi cho con nhiêu, còn mình nó mình bỏ vô ngân hàng để chừng nào mình chết. Rồi con nó lấy số ra để mà lo cho mình. Dạ. Dạ. Đây mọi người đã ngồi xúc ăn đó. Xuống ngồi xếp bằng lại. Ngồi xuống. Ăn đổ nha, cầm cẩn thận nha. Quệ ăn chưa hết, không có mướn nha Quệ. Ngon không? Ăn ngon không? Ngon không? Trả lời không? Trả lời kìa. Ăn ngon không? Thôi để bé đang ăn, để bé ăn. Ăn đi. Để bé ăn đi. Bé ăn đi con chừng đổ nè. Từ từ nha. Đây mọi người ăn bánh canh. Cô áo đỏ này nhìn trông sắc nét đẹp gái chứ. Đổ, đừng có nghiêng cái tô nha. Rồi ăn đi. À, hút nước hả? Anh Nguyên nó xúc cho cô nào? Ra đây xúc đi. Ăn được mà. Ừ, đút được mà. Giống đẹp hết chưa? Nhưng mà phải là đút được nhưng mà anh trai đút cho thì ăn ngon hơn chứ. Không tại không dám cho mấy bé ăn nước nhiều. Nước nhiều đổ. Đổ tháo rồi. Chị Thảo ngồi né cho cô đi kìa. Từ thôi, ăn từ thôi. Con mấy cái quên nữa. Đây nhà bếp sữa nè. Có lên mua bưng con đây sữa xe bếp á. Không có biết gì hết trơn. Nhưng mấy người này đi vệ sinh các thứ có tự ấy được. Có tự chủ. Mặc tã hết. Dạ, bạn tã. Này này đồ là mình canh giờ mình dắt ra. Có tắm rửa không? Dạ. Dạ. Này thân chậu cho ông này ngươi tập tập. Thân chậu kia nó nhát được nhéo.
đó vẫn theo cái phản xạ tự nhiên á, tay chân cũng giỏi quá, hết rồi kìa, hay quá. Đây là nam nữ khiếm thị và khuyết tật. Rồi, làm hết. Hai rồi. Cái này để một hồi là chuyện gì đều hết. Đây con phía mắt là cũng chịu trách nhiệm đó. Đứa nào cũng có phần hết á. Ai cũng có. Cái dạ. Giường đó cũng có của nó. Cái này á là vậy mình không khoái được. Vâng, vâng. Rồi, thế để đây thì... Dạ, dạ. 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 Dạ, rồi. Đây có chị gái này hát rất là hay này, chị Thu rồi đúng không? Chị Thu nhỉ? Bấm đủ chưa? Rồi, cái này đây nghĩ ra. Căng phải khổ. Đó, đây các phần đây thì sẽ để đây để nhờ các cô chia cho các thành viên trong phòng. Rồi, thì gồm có là rồi. Áo này, bánh ngọt này, trà bông này, sữa này, và bánh giò. Đây rồi, chị nha. Rồi, có gì vậy? Dạ. Bà lão này vô cái nữa. Nè thôi, đây 15 phần rồi. Chị Thu trách nhiệm nặng nề quá. Rồi là coi như là em nào cũng đều hay. Dạ. Bưng anh viên chứ không. Đây chúng ta sẽ đi đến phòng kế tiếp. Đến đây là phòng cuối cùng đấy. Dạ vâng. Phòng này có rồi đấy, 15 mười mấy bộ đấy. Đấy là trong chung đấy anh, đấy là cùng một phòng đấy anh, mình để ở đầu giường kia rồi. Để bánh giò lên đó đi rồi khăn em xếp mỗi cụ một cái xếp giống như nãy phòng đầu vậy. Phòng đầu họ không đi đâu ấy hết, họ vòng ra vòng vô phòng mấy em bên đây đi làm phụ. Dạ dạ. Có gì đó cái cụ đổi qua đổi lại. Rồi, chào bà khỏe không? Dạ khỏe. Bà nhớ con không? Không có con. Không nhớ đúng không? Bà sao nhớ được lần trước bà đi khám bệnh cho đưa bà đi nhờ đấy. Cảm ơn chào. Rồi thôi bà đi đi. Chào quên. Dạ dạ. Đây các bộ quần áo để tặng các cụ bà. Dạ đừng có ai dẹp nha. Đây các chị đưa thì một phần thì sẽ gồm có là quần một bộ quần áo này, rồi khăn mặt bông này, xúc xích này, trà bông này. Giờ các chị đang chia cho đều từng giường ha. Chị ấy, chị anh mở ra cũng được, chị mở hoặc là để đây này xong mình. Dạ. Để ra cái giường ngoài này xong rồi. Vâng. Đây có bao nhiêu cụ ở chị cô ơi? Hai mấy bà thì cô coi ai là bộ size lớn size nhỏ cô đổi dùm không? Dạ, con chào bà. Con chào bà. Bà khỏe không? A Di Đà Phật. Không có má. Dạ. Không có má bà. Không có má. Không. Có cho bà. Đây có sẽ có biếu bà. Bà biếu bà một bộ nhá. Tắt ở ngày mùng. Tắt biếu bà luôn. Bây giờ đang coi. Mỗi cụ là hai bộ đồ luôn. Mỗi hai bộ đồ. Đây là có 20 cụ à? Dạ. 20 cụ vô cả cho. Dạ dạ. Mình có tới 60 bộ nữa, 6 7
bảy tám bộ lận, nhiều lắm, cứ bán đi. Sáu mươi mấy bộ lận. Thì mỗi cụ hai bộ đúng không? Vâng. Thì cô quản lý đổi, bây giờ chị cứ ấy đi, các cô cứ đổi qua đổi lại cho các cụ mặc cho vừa. Đó thì cứ để đó. Đây bà cụ này hai bộ đi chị anh. Đây biểu bà. Dạ. À, cụ này nhiêu tuổi cô? Bảy mấy? Chào cô. Đây chào bà cụ đẹp gái đây. Dạ. Chào bà cụ đẹp gái nhất phòng. Thầy cháu. Dạ. Thầy cháu. Thầy ạ. Già rồi đẹp gì nữa. Bà cụ người Huế đúng không? Ừ. Bà có nhớ con không? Không đúng không? Không thể nhớ được vì con tới lần trước con gặp bà đó. Dạ hả? Vâng. Bà nói là bà đẹp gái mà từ trẻ giờ bà không yêu ai đúng không? Ở vậy rồi đúng không? Giờ bà có đổi ý không? Đổi sao? Đổi ý là có yêu thương ai để con giới thiệu? Không bao giờ. Không bao giờ, never. Đấy chứ còn cô ơi. Vâng vâng, ở đây có cho đây, đây hai bộ quần áo đi ạ. Bà yên tâm sẽ có. Sắp xuống lỗ rồi có. Sắp xuống lỗ á. Ờ. Còn lâu thì bà... Con năm nay mấy tuổi rồi? Bao nhiêu con? 12 tuổi. Con học lớp mấy? Lớp 5. Con tên gì? Con tên gì con? Nam. À, con ăn bánh đi. Dạ dạ. Có, bé này em có biết không? Con ăn đi con. Chị đưa cho bé, cứ để xuống. Cứ để xuống. Không, bé đấy nó bị trí tuệ nó không có ấy. Thôi cứ để đưa cho bé cầm trước chị. Bé đấy nhìn rất là đẹp gái, tay chân mà cái là nó bị dạng như bại não rồi đấy. Nên là nó không có. Lại cái nữa, lại cái nữa. Lại cái nữa cô cho mình lại chơi. Để lên đứa nào. Đứa nào kèo lên đi, đứa kèo đi, đứa nào. Kèo đây hết. Đứa nào kèo cho mình lại chơi. Kèo lên. Lại. Kèo lên đứa chơi. Ủa này con có chưa? Đây này con. Hả? Bốn cái bánh thôi. Bánh này nè, nhiều là
cũng có những người không có biết đấy. Nên là sẽ để ở trên giường mỗi người một cái chiếc khăn. Bánh giường này có ai không chú? Có. Đây đoàn sẽ tới và tặng quà cho các mỗi người một bộ quần áo này. Đây thì đoàn mua. Chú bận thử áo này cho coi vừa không? Hay là nhỏ quá? Nhỏ thì mình thử coi có size mình đổi với chú nào ở trong này luôn. Một tay kia chú không cử động được à? Dạ, dạ. Để rồi. Đây thêm một giường. Ủa có áo rồi hả? Đây có bao nhiêu người ở chú? 30. 30 ạ. Dạ. Đó đây để xem cụ nào mà không chủ động được tiểu tiện thì gửi chú. Dạ dạ. Mặc áo đi, tháo áo ra mặc. Cởi áo ra mặc nào. Đúng rồi, anh mặc thử nào. Xé luôn đây, đây. Nếu mà ai mà bự quá, nhỏ quá, đổi qua, đổi lại cho nhau. Ôi, quá đẹp trai. Này, có cưới vợ chưa? Rồi, đẹp trai quá nhỉ. À, có túi đựng tiền này, đây bỏ hộp sữa rồi trong rồi. Đó rồi. Quá đẹp luôn. Chú ơi bây giờ Chú ở đây thì sẽ có cái size lớn size nhỏ, thì có thể chú kêu đổi qua đổi lại nếu mà ai mặc không vừa hoặc là thích thích màu khác chẳng hạn. Ai thích màu khác hoặc đổi qua đổi lại nhau thì chú có thể chủ động chú kêu mọi người đổi qua đổi lại giúp nhau cũng được. Đó thì chú lại do có áo trong, đồ con mặc thấy body nhìn nó mới có cơ bắp á. Thì đây cứ có một số rồi, có một số thôi. Ok. Dạ. Rồi con có đây có mua quần không chị? Hay áo không? À có, vâng có quần luôn đúng không? Rồi. Vâng đấy chú coi cái nào nó to hoặc là ai thích đổi màu nọ kia thì chú chủ động chú đổi. Do còn áo trong nữa mà. Cái nào chú có gì đổi qua? Của chú có chưa? Chú thích màu này hay màu kia? Màu này đẹp hơn này, đổi cho chú màu đấy cho chú đẹp trai. Đây này, đổi cho chú màu này cho chú sậm sậm cái đi cho nó nhìn nó men lì á. À, chú này đi ngủ còn ôm gấu bông luôn à? Không nói được. À, cứ đi ngủ là ôm con gấu bông. Cái này thích đồ chơi. À thích đồ chơi. Dạ. Chú. Vâng. Sao ở đây phải có dây xích làm gì ấy, chú? Cái này hôm trước là ông kia bị kiểu bị tâm thần đó. Dạ. Mình có xích lại. Dạ. Thì sợ ông đi những lúc là ông lên cơn. Dạ. À rồi. Giờ ông ấy bị mất rồi. Ông mất rồi. À, nên là dây xích này bỏ. Vâng.
Đây nó có quần nữa. Đấy, gửi chú quần mặc dạ dạ. Chú ăn ngon không? Ngon. Dạ. Nó vừa quần vừa áo mặc đi đá bóng được luôn á. Anh Nguyên hồi xưa có làm bảo mẫu mà sao xúc khéo thế à? Dạ dạ. Đây phần quà của chú thì gồm có đây một chiếc áo này, một chiếc quần này, một cái khăn mặt này, một lốc sữa này, một bánh mì tươi này, hai hột gà ta này, một hũ trà bông này, một cái bánh giò và hai cây xúc xích ạ. Đó. Chú mặc thử áo đấy. Mặc thử đi xem vừa không? Không vừa thì đổi qua đổi lại với anh em với nhau. Chị mặc thử đi nào, chị Nga thôi, chị này chị mặc cho cái là mai mốt cưới vợ luôn này. Mà không ai cưới thì chị Nga cưới anh luôn không? Chị Nga chịu không? Mình nói chị rung chị mở không được kìa. Trời ơi, đây đây, từ từ, làm gì rung dữ vậy? Rồi mặc cho ảnh đi, mặc áo anh chưa mặc một lần đi. Áo anh giờ mới mặc lần đầu á. Rồi. Rồi vâng đây. Rồi cứ để trong phòng gửi cho chú đây này. Chị ơi, chị đưa nguyên cả đấy cho chú phó trưởng phòng này. Rồi. À. Vâng. Rồi rồi cho chú này một lốc. Rồi gửi cho chú một lốc. Rồi mình đi vào mấy cụ đi. Vâng. Rồi chào chú nhá, chú khỏe nhá. Dạ. Rồi rồi chào chú nhá. Thích những màu nào nào? Hai màu này được không hay màu sậm? Dạ. Ở đây có bao nhiêu cô bà? Phòng này này. Phòng này 27, 28 hồ bà. Dạ. Bà vào trong này bao nhiêu năm rồi bà? Bà vào 4 năm rồi. 4 năm rồi, dạ. Đây, biếu các bà quần áo. À đây, các cô làm đồ ăn cho bà đây. Hôm nay là gì đây ta? Xương sáo hột lựu. Còn đây là bún là gì? Bánh canh chay ạ. Cái này là mình nhà bếp làm hay là? Dạ nhà bếp nấu. Đoàn lại nấu chú. Đoàn lại nấu. À đoàn lại nấu. Được chưa? Cái đó người già hay trẻ vậy? Cái cái giường đó. À đây là bà cụ này, lớn tuổi bà già. Để đầu già đi. Bà hồi nãy bà vừa đi ra đó. Thôi em bé tại vì còn nhỏ, còn bé. Vâng. Mỗi người hai bộ. Vâng. Mày vô đây mà ít có bận đồ trong này cho chứ đồ ngoài đem vô mà thì đây ngoài bận bộ này hai bộ nhiều quá. Thôi nhiều để ngoài đổi qua đổi lại. Đổi qua đổi lại. Dạ, một hộp. Dạ. Bà vào đây được bao nhiêu năm rồi? Năm mấy rồi? Năm mấy rồi? Mẹ mất rồi chú rồi, nhà
cứ tắm xong té hoài em mới xin thầy vô đây. Dạ. Thì bà thấy cuộc sống ở đây sao? Ở đây thì vui. Ở đây vui. Mình ở quận 4 ở thành phố. À, ở quận 4. Quận 4 đường nào? Tôn Thất Thuyết. Tôn Thất Thuyết. Kế bên công an phường 3. Ồ, vậy à? Nhà ngũ tánh. Dạ. Vậy bây giờ nhà cửa là mình không còn ấy nữa? Đó, rồi mình bệnh vậy cái rồi mình té hoài, mình nói thôi có bốn đứa con đăng bản bán nhà rồi cái cô mà mua đó đem ra ngoài công chứng đi cho con nhiêu, còn mình nó mình bỏ vô ngân hàng để chừng nào mình chết rồi con nó lấy số ra để mà lo cho mình. Dạ. Dạ. Chứ mình để trong mình chứ chú chia cho con rồi thôi còn phần mình nó bỏ vô ngân hàng. Dạ. Dạ. Ờ, đây là mấy bà con bà vô thăm bà. À, mấy người cháu là ở Huế vào. Dạ dạ. Dạ dạ. Không không. Không, ngoài đấy à, có con thiếu ở đâu, thiếu ở đâu chị? Ngoài kia tụi con còn, bây giờ ngoại cứ giữ để ngoại mặc cho đi. Vâng. Con cũng Sài Gòn lên này, con quận 10. Quận 4 Tôn Thất Thuyết thì con hay ghé. Vâng, Tôn Thất Thuyết, Tôn Đản rồi. À, kế nhà ngoại là kế bên công an phường 3. Dạ dạ. Vâng. Thôi rồi ngoài cứ ở đây sống mấy chị em cũng vui vẻ. Vâng. Ở nhà ngoài ở có mình. Có ba. Mà tại sao bốn người con mà không ai ở mình, có ba đứa? Một cô, một người tu Long Khánh. Vì ba nó lần qua vừa bỏ mấy mẹ con. À. Bây giờ nó không có vợ, nó đi tu. À. Còn thằng Út bây giờ con gái ở cây lầy có chồng. Dạ. Út nhờ nó có vợ trong bên chỗ bên xe buýt năm đó con. Dạ. Tháng năm mấy năm mẹ anh lần bị nó chạy cho công ty xăng dầu nước ngoài nó con nó khó quá chừng nào nó cho đi nhưng mà ở ngoài nó ở vô nó bắt đầu nó cũng phải ngưng lại. Khi nó vô lần nào nó cũng ôm mẹ nó khóc, cô chỉ biết nó cũng lại khóc lên. Thấy mẹ không mày nói cho buồn. Mà sao các anh chị không ở rước cô về chứ biệt? Hồi đó mẹ mình nó cho người ta bắt để trong ông với bà bệnh thân mình. Nó cũng không có tuổi, xem mình năm nay sanh 40 rồi mẹ cũng không biết nhiêu tuổi con. Ông với bà trong nhỏ hơn mẹ có 1 tuổi thôi. Nhưng mà ta bệnh dữ lắm, con bệnh hoài à. Con gái dâu mẹ, con gái út. Mấy anh với chị em có cơ ngơi hết, nó chỉ ở nuôi thôi chứ còn tiền bạc ăn uống của vợ chồng con. Không có mấy anh mấy chị lo. Đó, mẹ nói thẳng với con, không phải là ở đâu là tiền bạc nó đi làm ở nuôi gia đình. Thôi mỗi người mỗi cảnh giờ. Rồi. Thôi con chúc ngoại khỏe nhá. Rồi bắt tay ngoại gái. Dạ, dạ. Con có dịp lên sẽ ghé thăm ngoại nhá. Rồi, ngoại tên gì nhỉ? Nguyễn Thị Định. Dạ vâng. Tên như giống như tên chủ tịch nước ấy nhá. Bị bắt con điều quay gì thì Vinh nó bị bắt ngoài bắt Mỹ Thượng kèm. Cái mày nhìn mặt con hài nguyên thì đi mẹ ta già còn này cô trẻ chỗ mà đi mẹ gì mà đâu có biết mẹ nói với ba mẹ con mẹ sao hôm nay con đi của bác thần tây giam còn mấy tiếng đồng hồ thế nơi ba mới nói sao con không biết sao Nguyễn Thị Định đó bên trẻ nhưng mà ta già còn mẹ con trẻ. À dạ dạ rồi thôi chào ngoại nhá, chúc ngoại khỏe nhá. Dạ 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 rồi rồi ngoại khỏe nhá. Dạ thôi, ngoài đừng khóc thôi, chắc các anh chị cũng tuổi thìn. Dạ dạ, rồi. Rồi, ngoài khỏe nhá, tụi con đi đi ạ. Vâng vâng, chúc ngoài mạnh giỏi nhá. Con về nhá. Đây. Dạ. Đây các cô. Vâng vâng, chào bà. À. Đây mọi người đã ngồi xúc ăn đó. Xuống cho mát
chừng đổ mà bẹp xuống là ngồi xếp bằng lại. Xuống. Ăn chừng đổ nha, cầm cẩn thận nha. Cẩn nha. Quậy ăn chớ không có mướn nha quậy. Ngon không? Ăn ngon không? Ngon không? Trả lời cô. Trả lời chị. Ăn ngon không? Thôi để bé đang ăn, để bé ăn. Để bé ăn đi. Bé ăn đi con chừng đổ nè. Từ từ nha. Đây mọi người ăn bánh canh. Wow, đỏ này nhìn trông sắc nét đẹp gái chứ. Đỏ đừng có nghiêng cái tô nha. Rồi ăn đi. À ngốc nước rồi. Anh Nguyên có xúc cho cô nào không? Ra đây xúc đi. Ăn được mà. Ừ. Đút được mà. Giống đẹp hết chưa? Nhưng mà đút được nhưng mà anh trai đút cho thì ăn ngon hơn chứ. Không tại không dám cho mấy bé ăn nước nhiều. Nước nhiều đổ. Đổ tháo rồi. Chị Thảo ngồi né cho cô đi kìa. Từ thôi, ăn từ thôi. Có mấy cái quên nữa. Ê, nhà bếp sữa nè. Có Linh có bưng con đây sữa xe bếp đó. Không có biết gì hết trơn. Nhưng mấy người này đi vệ sinh các thứ có tự ấy được. Có tự chủ. Mặc tã hết. Dạ, bạn tã. Dạ. Này đồ là mình canh giờ mình dắt ra. Có tắm rửa không? Dạ. 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 Nè thân cậu chỗ ông này ngươi tập tập. Thân cậu kia bên đó. Dạ. Đó vẫn theo cái phản xạ tự nhiên á, tay chân cũng giỏi quá, hết rồi kìa. Hay quá. À dặn gì vậy? Dặn chứ uống nước. À dặn nó uống nước hả? Đấy có phải nước không? À chắc rửa tô quá. Cho uống xương sa, xương sáo gì? Chút nữa là cho uống nước, lấy thuốc cho uống. Dạ. Này cho uống thuốc. Uống thuốc an thần đấy chị. Uống thuốc chứ còn tin đó. Dạ. Ồ, bé này sao? Nó nằm vậy đó, không sao đâu. Anh nằm. Anh nằm. Mấy bé này là mặc tã hết rồi các bạn. À nữa hả? Rồi rồi đi. Đó, ăn xong. Bưng tô rồi. Rồi thôi chúng ta sẽ đi qua phòng khác à. Rớt rồi. Uống nước. Có bể đạn ca rồi ông ngoài đi bể. Đây cũng có những cụ thì tự xúc ăn được. Đây có người cụ thì phải nhờ người xúc lại. Ngon, bán đi ạ. Dạ dạ. À, dạ. Ngon, A Di Đà Phật bán đi ạ. Dạ dạ.
ăn xong rồi lại khóc à. Cô này ăn xong rồi cô khóc à. Thế giờ cô ăn xong bây giờ bắt đầu với vuốt tay vuốt chân trong đó cô. Cô cảm thấy có lẽ là tuổi cô bị sao ấy chú. Ủa nhưng mà nãy vẫn xúc ăn bình thường mà. Cứ cậy móng tay đỏ hết cả tay luôn. Là phải cô dẫn đi. Bây giờ xong rồi chị. Đi. Dạ dạ. Rồi vậy là đoàn đã chia quà xong cho các cụ rồi các phòng ha. Bây giờ thì sẽ nghỉ ngơi chút xíu chừng khoảng 10-15 phút cho mát. Rồi chuẩn bị đi tiếp. Đây chào quý vị các bạn thì sau khoảng gần 2 giờ đồng hồ phát quà cho các cô chú này, cụ già này, rồi các em bé khuyết tật, bé mồ côi thì đoàn đã hoàn thành cái chương trình tặng quà ở chùa Làng Tre. Và bây giờ đoàn nghỉ ngơi chút xíu trước khi mà đi đến cái điểm tiếp theo là mái ấm Phúc Lâm. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong cái phần video clip kế tiếp nhé. Chị mời bữa cơm nhưng mà đoàn bây giờ còn phải đi qua lên máy ấm Phúc Lâm nữa, thành ra thôi để hẹn dịp khác nha. Quan hỷ nha. Thôi chị đừng khóc nha, hơi cười tươi cái nào. Không, em này em gửi chị chút quà. Chút quà thôi, chị giữ đi. Chị ở đây chị làm ông quà. Chị có được cô. Trời ơi, chị ơi. Chị nhận cái cho đồng lương chị. Còn ơi, cô còn dạ. Thôi, tao nhận vô đây em. Em nhận cho. Chú lên đây ở tu luôn. Bây giờ đoàn đã phát quà xong rồi, giờ đang bây giờ sẽ ra xe để đi đến tiếp. Chào anh, rồi đến tiếp cái cơ sở kế tiếp là máy ấm Phúc Lâm. Đoàn sẽ đi ra xe. Vâng, bây giờ đi ra ngoài nhé. Có ai lên niệm Phật hay là gì ở chỗ này không? Trên này có chùa này. Chỗ đây có chùa này, lên ngay. Bước lên đây vài bước nữa này. Tới đây lên tham quan chánh điện xíu đi. Đoàn lên chánh điện 5 phút rồi đi luôn nhé. Đây chánh điện trên này, lên đây anh ơi. 5 phút nữa lên đây cái xong xuống luôn này. Dạ. Đây, đi lối này. Đẹp quá ha. Dạ. Cái giường bông đẹp quá. Dạ. Hiền. Bông của cô đẹp quá hả? Đẹp quá. Không phải bông bự gì đâu. Trời ơi. Của mình là bông nhỏ. Chị trồng bông bự thì nửa nó ra cái tàn bông bự. Không phải ý của chị cái bông này. Đây chánh điện đây, mình vô đây đi. Đây các trái thơm này. Trời ơi đẹp quá lần. Cây Bồ đề từ Ấn Độ này. Do bác Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước trồng. Đó, ngày đại loại là tháng năm 2011. Rồi. Rồi đây mời đoàn đi lên đây ạ. Bông bự. Tại vì cái kia là người ta chiết nhỏ nhưng mà nửa trồng cái gì đó. À nó bự hả? Thank you.
cái này để gõ. Wow, gõ vô đây. Cốc 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 cốc. Cái này dán. À, chị Hương có đứng gần đó không? Chụp hình đi. Nó đẹp. Em chụp đi. Thôi em chụp. Đây cây lúa Việt Nam đấy, họ gieo mạ trong cái chậu này. Cái kia là chắc là hoa quỳnh, hoa phải bỏng. Rồi bây giờ đoàn mình xuống đi. Ớt đây. Ớt chỉ thiên này các bạn này. Ớt này rất cay á. À, cây ớt này, ớt này. Đây chạm mấy con rồng. Rồi lên xe. Đây màu tím đây không biết có phải hoa sim không các bạn. Dưới kia thầy tính xây cái hồ đó các bạn. Ra đây một cái chòi. Đó, con này cũng ngồi. Wow. Đây dưới này đang cải tạo để xây các cái hồ rồi đường rô lối lên xuống. Cái cột này thì cũng làm cách điệu từ các cái viên gạch này. Đây một cái chòi này lợp lá dừa. Đó, lá dừa khung gỗ rất là mát. Rồi thôi giờ chúng ta sẽ ra xe để đi tiếp. Cái hoa giấy rất đẹp. Đây chị Nga sẽ tiếp tục niệm Phật. Chị Nga, chị Mai. Ra xe kia chị. Để các chị đi lên xuống thì có vẻ hơi khó. Cây cối. Hoa 10 giờ. Đây là hoa dâm bụt. Hoa 10 giờ. Bây giờ là hơn 11 giờ rồi và hoa 10 giờ nở á. Hoa sứ. Ở đây. Đây có một cái gốc cây này. Họ làm
họ tạc cái gốc cây, gốc cây và có tiên. Cái cây này vẫn đang sống các bạn này. Đây ôm trái đào nhé. Đây cái gốc cây, họ tạc cái gốc. Bên đây thì họ cắm một cái que khác rồi. Đó. Kia có một số các cái nhóm thiện nguyện. Xin chào. Lên đi. Mở ghế ra được chưa? Rồi, cảm ơn. Dạ, sẽ lên xe. Xin chào. Anh này bị câm. Người ba chào đâu. Rồi, chúng ta sẽ tạm biệt làng tre. Uống nước đi. Mở bán nước đi. Chiều mai bán nước đi, Đây, tối này chúng ta sẽ đi ra ngoài á. Ở đây đang xây dựng nhiều lắm anh. Ở dưới kia còn cái xây dạng như nghỉ dưỡng hay gì đấy em không biết. Cho em nước xăm, có nước xăm đang lấy. Rồi. Rồi. Cô Tân uống vậy, cô Tân ơi. Bánh giò cũng còn, cái đâu có còn đâu. Đắt lắm á, 100 mấy chục cái không đủ luôn. Đây, ta đang đi ra phía ngoài. Lý Tư Nguyên mà, chủ nhân của bánh giò mà. Đây, chúng ta sẽ đi lên, đây được rồi. Đó, đi lên luôn. Chuyển qua mà chỉ có chị Ma lên chơi vậy. Hai Zalo đi lấy gửi Zalo Maxim. Rừng cao su đi ra, lối đi ra rất đẹp rồi các bạn. Dạ, sớm đi. Chỉ mời mình lên ngoài. Lối đi ra rừng cao su. Quá trời đẹp luôn. Đây, ta sẽ. Em có rồi. Ở nhà thôi thôi. Em có đây rồi. Đó, quý vị nhìn rừng cao su này. Trên đường đi đến Mai Âm Phúc Lâm đấy thì anh cứ coi cái đoạn nào mà
dừng để ăn uống nghỉ ngơi được. Dạ, Phúc Lâm ở đâu anh? Em cũng chưa. Chị Thảo là mấy ông Phúc Lâm ở đâu này? Rồi, mấy ông Phúc Lâm có luôn. Rồi, trời. Chị Sơ 16A1, ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành. Vậy là bây giờ xíu mình ra đến kia, ra đến đường mình dừng lại mình sờn xem cái địa chỉ như nào để anh đi thơ dễ. Chị Thảo sờn Google đi xem nào. Google Map định vị xem mình đang ở đây thì mình sẽ đi tới đâu. Rồi toàn đang trên đường đi ra. Chị Mai là người bận rộn nhất. Ôi ôi, hết sức bình tĩnh. Các anh chị khác trong đoàn. Rồi bây giờ mình sẽ dừng tạm dừng cái video clip này ở đây để sạc pin điện thoại đó nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong cái clip kế tiếp. Ủa dẫn bà để đi mua đó.